Hello, chào mọi người. Thì hôm nay mình nhận được một cái máy làm điện tử ấy. Thì tiện đây thì mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình vừa làm, mình vừa quay video lại để chia sẻ cái cách sửa cái máy hàn luôn. Cắm điện kiểm tra đó. Mình cái này mình chưa kiểm tra thôi, mình cắm điện kiểm tra trước. Kiểm tra thì mình lưu điện nhé. Đồ đạc thì mình hơi dùng gà thì cắm điện. Công tắc. Cái này mình cắm điện về công tắc mà chỉ có bóng sáng gần sáng nhưng mà máy thì không lên. Thôi quên. Giờ là mình biết là mình không lên nguồn rồi đi. Bây giờ mình phá máy. Mình cắm điện có mục đích là kiểu như là để kiểm tra sơ qua cái ban bệnh, trường hợp bị bệnh, giống như người bị bệnh ấy. Bác sĩ biết bệnh thì chữa bệnh nó cũng dễ hơn. Ngày nay thì cái máy hàn điện tử này nó cũng rất là phổ biến. Thì làm thợ điện tử thì cũng hay gặp máy sửa. Thực ra mình chẳng có học về cái máy hàn này nhiều như ngày xưa mình học nghề đấy. Thì mình học như thầy dạy chủ yếu là bên TV, bên âm ly loa hay là bên mạch thôi. Chưa ít chuyên thì sửa một cái lắm. Ông sửa rất nhiều, người thầy thì dạy rất là học, người mình học rất là nhiều. Mình hay tìm tòi trên mạng và cũng mua sách về đọc, tự học nhiều. Mình biết sơ sơ thôi, chứ chẳng biết là giỏi hay gì hết. Với trường hợp máy này thì mình tháo ra nhìn qua sơ bộ xem có chập điện hay là nổ hay là cháy hay là hư hỏng gì đâu không, thì mình nhìn qua một lượt trước. Với điều kiện như cái này là mình có thể đo qua công tắc. Đây nhiều cái hàn nó dính trong này. Thì trước tiên là mình đo công tắc. Công tắc bật này đã bật này có điện vào nguồn chưa. Thì để công tắc này thì một là mình rút ra mình đo công tắc, đo thanh nhân ôm, đo thông mạch ấy. Hai là mình đo nguồn trực tiếp 220V vào. Cái này thì mình tiện đây thì mình đo trực tiếp 220V luôn. Trước tiên là mình cắm điện. Cắm điện thì quay vào ổ cắm em để người ta nhìn thấy là mình cắm điện. Thì nói đâu được quay đó. Sau đó mình bật công tắc và đo hai bên trên của công tắc. Thì như ở đồng hồ báo này. Đồng hồ điện tử mình là báo là có 229V rồi. Thì bây giờ công tắc này không hư. Cái này không có nguồn nên là mình chỉ có tính nguồn vào trước, đầu tiên trước. Thì cái gì đầu tiên thì mình chỉ đầu tiên. Với cái này thì mình như mình cũng nói từ đầu là mình không dạy nguyên lý thì mình theo cách sửa của mình luôn. Theo trường hợp những cái gì giống như kiểu cái kinh nghiệm mà mình sửa từ trước rồi, nó hay hư cái gì trước hay hư cái gì đó thì mình sửa đó luôn. Tại vì máy hàn á mà IGBT chập á thì nhiều khi nó mở không mở giờ le á thì nó cũng không có nguồn. Trước tiên là mình bật thang DC 1000 trước đi. Để mình đo nguồn lên, nguồn cấp lên trên báo chính nhất này. Nguồn. Này có khi bị bao nguồn rồi mọi người ạ. Mình cũng chủ quan quá là mình chưa kiểm tra bao nguồn. Bao nguồn thì nó rất ít hư. Ok. Vậy là chưa có nguồn, cấp lên. Trường hợp cái này bị bao nguồn cao rồi, mình sẽ quay lại kiểm tra bao nguồn. Bao nguồn quay kiểm tra chứ.
dừng. À, cái này thì mình quên, mình tháo, mình tháo đốc này, quên đi. Tháo cái mặt trước ở cái mặt sau ra. Dùng tip 10 tháo hai cái đầu này ra này. Nói chung là mình tháo làm sao mà mình lộ cái bao nguồn lên để mình sửa được. Cái này thì mình chủ hơi kiểm hơi mình hơi chủ quan. Nên này mình không kiểm tra nguồn trước. Ok, mình sẽ lấy cái bông nguồn này ra khỏi cái mạch, khỏi cái máy hàn, cái khối nguồn này ra, hình như mình tháo rời ra hết đấy, hình như có chạm chập ở đâu mà thấy màu đen này. Đây, cái nguồn này hình như là đã bị lỗ mất một con gì rồi, nên nó không còn cái này lỗ một con gì mọi người ạ. Rồi sát sát vào đây đi, dẫn này nó mới lên nét này rồi. Đây, ok, bây giờ mình tạm thời mình đem cái này mình xịt sạch đã. Xong mình nhìn mạch nó dễ. Và mình sẽ tìm đây là con gì ấy. Thì qua mình tháo ấy, thì mình đi ra xịt bụi ấy, thì mình thấy bay ra một con này này. Thì con này thường là con điện tử công suất nhá mọi người. Ở nhiều mạch nó hay có. Ở mạch máy hàn nó hay có cái này, con này. Con này giống như con điện tử mà nó chịu dòng cao ấy. Thì chắc là nó 1-2 ôm thì thôi, hoặc vài ôm thì thôi. Mình có thể nối thông mạch càng cũng được, nhưng mà theo mình tốt nhất là nên có con điện chứa này, tại vì như hợp là chập hay là gì đó thì nó sẽ chết con này. Bây giờ mình sẽ kiếm một con khác thay ở đây. Ok, đây là mình tìm một con điện chứa rồi. Con này mình lấy cho cái mạch của tivi ấy, thì con này giá trị chắc khoảng tầm hình như 10-13 ôm gì ấy đồng hồ. Con này tầm chắc tầm 50 ôm gì thôi. 5 ôm nha mọi người. Thì mình sẽ thay thế vào đây. Con này thì công suất nó hơi thấp. Mình nghĩ là hơi thấp so với con kia. Mình chẳng biết công suất bao nhiêu vì cái này nó chẳng ghi ấy. Nhưng mình có thay thử đã. Nếu yếu quá thì mình sẽ lấy hai con lắp song song, hoặc là kiếm một con khác khỏe hơn. Vì cái mạch này cháy này mình sẽ cạo mạch này ra. Mình hàn vào. Có một điều đặc biệt là mình nên đo cái cầu diốt này nhá. Thì có thể chết thì nó chết. Khi nó chết thì nó sẽ mới hư con điện chỗ này. Thì cái này mình tạm thời mình lắp trước xong mình đo lại sau. Thực ra nó ít chết cũng ít chết thôi. Ok, bây giờ mình đo cầu diốt. Thì cầu diốt mọi người đã biết thì đo hai chân AC chéo nhau, đồng hồ sẽ không thông mạch, và dương âm thì sẽ lên theo chiều thuận, thì là dương sẽ lên và âm và thuận lên, nghịch không lên. Nên là cầu diốt này sẽ không chết. Hiện tại thì mình cũng đã tháo công suất ra rồi, nên là bây giờ mình thử luôn chẳng sợ, thì mình đã tháo con IGBT rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vào máy hàn mình thử. Thì cái này là mình sửa theo cách của mình thôi, nhưng mọi người có cách khác thì mình cũng không biết. Nhìn mọi người có một cách.
tùy theo mỗi người ấy. Thì cách mình là sẽ sửa như thế này. Bây giờ thì mình sẽ thử đây. Thì đơn giản là gắn lại thôi. Tạm thời thì mình đang gắt hờ hờ trước thì mình thử đặt. Phía sau này coi như thế. Quay người nhé, quay máy thôi. Cắm hết cái gì cắm vào nha mọi người. Rồi, bây giờ thì mình thử xem quạt quay không là mình biết liền thôi. Mình chỉ cắm quạt vào các nguồn lên trước. Tháo nguồn này lên luôn. Ra luôn. Để đổ chậm chậm. Cái này đắp thêm cái này như này. Ok. Còn là rắc cắm nữa. Ok, mình cắm xong rồi mình cắm điện thử đây. À, máy chạy rồi nha. Đồng hồ chưa báo. Thì trước tiên là mình đồng hồ chưa báo thì mình chưa cắm hết cái điện vào, với lại mình chưa lắp IGBT. Thì bây giờ mình cắp hết này xong rồi mình thử tiếp. Ok, mình đã hàn hết IGBT vào rồi. Và cũng cắm điện rồi này, nhưng mình chưa bật công tắc thôi. Và bây giờ mình đã cắm hết các châu rắc rồi, bây giờ mình thử luôn. Em quay cho anh với. Trước tiên mình bật công tắc này. Đâu? Đâu rồi? Được rồi này. Mình bật sơ qua thôi, nhưng nếu mà mình muốn chắc ăn mình nên dùng đồng hồ kẹp dòng. Kẹp cho nó chắc ăn hơn. Mình sẽ kẹp dòng vào một dây của nguồn và công tắc lên. Máy chạy dòng này là ổn định này, nó tầm 0.3-0.4A thôi khi chưa có tải. Và nếu muốn chắc ăn hơn thì mình sẽ đo hai cọc nguồn này của máy, bật thang DC 250 nhé, đo âm dương này. Cái này là máy nó mình nhấn vào xong máy nó rung. Thì cái này nguồn của nó khoảng tầm 5 mấy V thôi, cái này thì nguồn hơi cao. Nhưng sao? Nằm mấy đến
Cái này thì nguồn này là 100V DC. Ok, bây giờ mình đi hàn thử nhé. Xem thế nào. Ok, coi. Đi đây. Ok, bây giờ mình thử này. Bây giờ mình kẹp dòng nhé. Máy hàn này mình thử này, chấm này. Ok, thấy được này, mình hàn thử nào. Cầm quay đi em. Thì nếu mà muốn chắc ăn không, mình chỉ cầm được một dòng này, mình quay cho mọi người thấy này. Cái này mình hàn thử đây luôn. Ok, thì mình hàn thử là được rồi nhé. Cái này mình hàn thử một ít thôi, mình nhận biết thôi. Để mình biết được thôi. Ok, chào mọi người. Đây là mình chia sẻ cái bệnh mà sửa cái máy hàn đấy. Mình gặp cái bệnh gì mình sửa cái đó thôi. Cái này thì cái điện tử công suất thôi nhá, ở mạch nguồn. Ai mà xem video ấy thì cảm thấy hay thì cho mình một like để mình lấy động lực làm những video khác. Mình chuyên đi sửa máy và mình gặp những cái bệnh gì thì mình chia sẻ trực tiếp luôn. Chào mọi người nhé.